Hello, xin chào mọi người. Từ nay mình sẽ đánh vị tướng Van Helsing với cái lên đồ đó là lên đồ trí mạng cho vị tướng này. Tại vì là sao? Vì là có cái trang phục đẹp quá, lại phải chơi tiếp thôi. Cái đích này thì có trang phục vũ khí tối thượng này, một trang phục khá là đẹp, hiệu ứng tốt. Nhưng mà nói chung thì trang phục này nó đẹp nhưng mà rất là ít anh em sở hữu nó. Vì sao? Không phải trang phục này hiếm đâu, mà là vì nó vị tướng Van. Vách trưởng làm gì mà ganh gì mà sớm vậy? Đù mấy thanh niên này. À, đau rồi. Nhẹ nhàng thôi. Vừa mới level 2 thôi mà nó đắng mề thật. Level 2 đã bị ganh dã man quá. Ồ, bây giờ dùng cấp cứu vậy. Ngon lành. Ok, bộ trang phục này thì sao? Vị tướng Van này thì rất là ít anh em chơi nhá. Vì anh em nói nó phế. Nó phế thì ít khi chơi, mà ít chơi thì chả bao giờ động đến tướng. Mà mua trang phục mà không động đến tướng thì làm gì, đúng không? Rồi, kể cả đối với cái nick này thì lúc mà mình chơi cái trang phục này thì hiện tại thì cái độ thông thạo của vị tướng Van Helsing ở cái nick này mới thông thạo B thôi. Đấy, chung phải A và S gì hết. Đủ hiểu là cái chủ nick này thì không ai chơi với vị tướng Van, chỉ là mua để cho nó đẹp thôi. Phí vậy. Vị tướng Van này thì nói chung thì nó có điểm then chốt của nó là tốc độ đánh nhá. Tốc độ đánh là điểm then chốt của nó. Vì khi mà tốc độ đánh cao này, vãi trưởng. Tránh xa Nacross ra. Nó có bùa đỏ sau rồi trở lên viết ngay mà tinh nhân này dình mỏ mình. Ơi, ăn rồng à? Đối phương ăn rồng này. Từ chuẩn bị có một pha cướp rừng. À, cướp rồng, ăn xong con rồng này là mình sẽ lên level 4. Đấy, đấy, để chơi luôn, hay quá. Tránh xa Zuka. Rồi, này thì choáng chú, khó chịu chưa? Ấy kia, phát trưởng Crest Châu vậy và tanh cho tôi phát. Rồi, cướp luôn con rồng thôi. Hàng ngon được gì phải xoắn nhờ. Tuyệt vời. Và một điều nữa, nếu mà vị tướng xạ thủ Van Helsing này thì nó mà lên theo kiểu là thiên hướng phép thì nó cũng là rất là khỏe. Vị tướng này có khả năng lên trí mạng khỏe này, lên tốc độ đánh khỏe này, có khả năng lên phép cũng khỏe này. Đấy, nhưng mà nếu mà lên phép thì thời gian đầu anh em cố gắng tập trung farm đã. Vì sao? Vì khi mà nó lết đồ rồi thì nó mới gọi là nó bá đạo. Đây, bảo kê tôi phát nào. Hay quá, lần này thì chắc chắn chết rồi. Chết, ok, lên bảng, thịt luôn. Không biết gì xoắn, choáng, khó chịu, đấy. Hiệu ứng kỹ năng của cái bộ trang phục này rất là đẹp nha. Sống sao? Quả đấy em hố. Rồi, nhưng mà mất cái tốc biến là một mạng không sướng rồi. Kiểu mà tốc biến không ăn được mạng, nó gọi là khổ nha. Đây rồi. Hàng đây rồi. Đấy, một mạng rồi. Đứng ở tường này vẫn có thể là cay ép được mạng rất là dễ. Rất là tiếc khi mà ví dụ vị cái bộ trang này nó có hiệu ứng cả skin này. Đấy, hiệu ứng kỹ năng này nhìn rất là đẹp mắt này, hiệu ứng cả thêm cả giọng nói nữa. Nhưng mà rất là tiếc một điều là nếu mà mình bật cái âm thanh từ cái điện thoại của mình ra để cho anh em ấy thì nó khá là giật. À, không phải là giật mà nó khá là rè, rất là khó nghe. Thế nên là anh em để ý các clip của mình làm thì rất là khéo, mình chưa có bật âm thanh ở trong game bao giờ. Đấy. Rồi. Nào. Chán thật sự, chạy nhanh vậy. Có bùa danh, giảm thời gian hồi chiêu. Cái dùng chiêu thức thoải mái đi. Đấy, trưởng sắp hết pin rồi. Ok. Ăn xong con rồng là con rồng thứ hai nha. Ăn xong con rồng này xong thì thoải mái đi. Hơn là vào đối phương, hơn vàng đối phương này, cứ đâm đằng sau mà bắn thôi. Tí nữa lên chí mạng bắn thì cực kỳ là buốt. Chí mạng rất là tốt. Thánh kiếm luôn này, có thể là lên xong đa ba táp. Khá là ổn.
Rồi. Hiện tại nick này thì nó sắp lên danh kim cương rồi, mình cố gắng cho lên danh kim cương thôi. Vì vị bạn này bạn hay donate cho mình nên mình đánh mình cảm ơn thôi. Đây 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 đây. Này thì ông sống hộ tôi cái. Cứ gọi là hổ báo cáo trồn vãi chưởng à. Rồi hay quá crap. À đau đau đau. Bầu đau rồi mà cứ thiên đánh Ok một mạng nữa. Kiểu rất là hổ báo nhá. Anh lao vào như một vị thần, may là mình tỉnh mình tốc biến. Quả là sự bất ngờ vãi. Mình quá là bất ngờ. Ôi nhầm nhầm. Khi mà giật mình ấy thật sự là hơi bị giật mình một chút thôi. Thanh niên ngộ không tàng hình xong rồi lao vào choáng mình một phát. May là còn tốc biến kịp, không là pha đấy là tí nó thì vẹo rồi. Ok. Công nhận cái giác quan của mình đánh nhiều game thì có phần là hơi hơi tỉnh, rất là tỉnh và đẹp trai. Rồi tuyệt vời. Anh em cố subscribe cho mình nhá. Cố gắng lên, sắp được 100.000 subscribe rồi. Mình dự kiến là tầm nếu mà nhanh thì tầm 1-2 tháng nữa, mà lâu thì nếu mà anh em không ủng hộ mình chắc là tầm mấy chục năm nữa mới được 100.000 subscribe. 100.000 người đăng ký. Cố gắng thật là nhanh thì khi mà 100.000 subscribe rồi mình sẽ cố gắng tiết lộ thông tin của mình cho anh em. Đấy, và có thể live stream suốt ngày luôn. Vì lúc ấy thì mình có một chút có một lượng người cũng khá biết tới mình. Thế biết tới mình rồi thì mình live stream mình không ngại nữa. Chứ còn không biết tới mình live stream nhiều thì trái quan tâm cả. Nhầm. Đúng không? Thế nên là rất là mong anh em ủng hộ mình nha. Sắp được rồi, sắp chạm mốc rồi, cố gắng thế nào. Mình đang cố gắng đây, cố gắng làm clip suốt ngày đây. Ok. Zuka lại một lần nữa, anh lại định thịt em à? Anh lại định thịt em à? Rồi. Không thể nào mà cố gắng sử dụng cái chiêu cuối này chúng chính xác là mục tiêu được. Vì sao? Nếu anh em lên phép cho vị tướng này thì cố gắng là sử dụng cái chiêu không cần đâu. Mà lên phép hay lên đam thì cũng được. Thì mỗi lần sử dụng chiêu cuối là đứng sát đối phương sử dụng chiêu cuối. Khi mà bốn cái mũi tên của cái chiêu cuối của vị tướng Van Helsing này nó bắn ra, nó gây sát thương cao gấp đôi luôn. Ok, xong đã bắt tát này. Kìa, để nó chạy thế à, tiếc vậy. Mình có tốc biến, chả nhẽ tốc biến lên thịt thanh niên này bây giờ. Đấy, chết rồi chắc. Rồi, ok. Đau. Đủ, lên bảng đốt này. Kiểu rất là hổ báo chứ. Này thì ngang, vừa ngang. Tốc độ đánh này rất là sướng. Nhưng mà nếu mà mình lên phép thì chắc chắn nó sẽ chết rồi. Thôi, hai lần dùng tốc biến ăn hai mạng thì nói chung thì tốc biến này để có thể là anh em mang đi các bộ trận nào cũng có lợi thôi. Tốc biến thì có thể khả năng là anh em ăn mạng tốt này, hoặc là rút lui rất là tốt này, đấy, hoặc là thu hẹp cái khoảng cách giữa mình và bạn và tướng địch nữa. Có lợi là điều đó, và cái tốc biến này có thể là giúp cho các vị tướng kiểu là không cơ động ấy, thì nó có một chút phần cơ động hơn. Khi mà tốc biến được qua tường này, mỗi lần bị ganh. Rồi, hay quá, Zuka xanh vậy. Có cò rep bọc kê nữa nên chật về gì phải xoắn cả. Lên bảng kia một hit nữa. Phát trưởng thật, đủ không tới kìa. Ăn đủ đầu thế. À, ngộ không còn lao vào máu nhờ. Máu vãi ra. Nhìn mình xanh như này thì cứ thích hổ báo. Căn bản là mình có cái bộ trang phục rất là đẹp này, thế nên là đánh khá là tự tin nha. Chứ còn không có trang phục thì đánh không phải tự tin đâu. Không được tự tin đâu. Hầu như là có trang phục anh em đánh tự tin lên đúng không? Đấy. Còn ví dụ trang phục mặc định thì nhìn khá là thốn, vãi trưởng. Sao mình khó hiểu thật. Thanh niên ma lốc sử dụng chiêu cuối mà mình không nhìn thấy một vòng tròn đâu. Quá là bất ngờ. Không kịp làm gì thật sự. Đó. Hiện tại ăn 8 mạng rồi. Đấy, sánh ôi vãi trưởng cả định đầu hàng. Đánh chưa đã một chút nào đã đầu hàng rồi. Buồn vậy. Rồi. Đây là victory và chắc chắn. Đấy, mình được MVP. Không chết mạng nào thì ăn lắm mạng thì cũng được MVP thôi. Ok, trận đấu kéo dài đúng 10 phút.
10 phút thật sự. Thì điểm theo chốt vị tướng này anh em cứ lên tốc độ đánh và chí mạng cho vị tướng này nhá. Thánh kiếm song đa ba tép này. Đấy, ở kiếm Venice này. Nanh Venice chứ nhầm. Đấy, dày tăng tốc độ đánh cũng khá là ổn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bye bye.